Nhã Phương kỷ niệm ngày cưới Trường Giang, không ngại khen chồng đẹp trai hơn xưa. Nhã Phương cho biết sau 3 năm kết hôn, Trường Giang trông đẹp trai hơn. Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng đẹp đôi nhất showbiz Việt. Vậy là cũng đã 3 năm kể từ ngày cặp đôi đình đám này về chung một nhà. Cứ đến ngày 25 tháng 9 hàng năm, vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương đều hạnh phúc kỷ niệm ngày cưới của mình. Mới đây, trên trang cá nhân, Nhã Phương chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên không ngại dành những lời khen có cánh dành cho ông xã. Bà xã Trường Giang viết, 3 năm sau ngày tôi bỏ cuộc chơi, cuộc sống vẫn vậy nhưng có ai để ý ổng đẹp trai hơn. Lời tâm sự của Nhã Phương khiến fan thích thú và dành nhiều lời chúc tốt đẹp mừng kỷ niệm của họ. Ngoài ra, trên trang fanpage của Trường Giang cũng đăng tải bức ảnh cưới hạnh phúc cùng Nhã Phương và viết rằng, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Trái tim hồng bé nhỏ ngày xưa giờ đã là cô công chúa Destiny xinh xắn. Ngày 25 tháng 9 năm 2018, ngày 25 tháng 9 năm 2021, có thể thấy tình cảm vợ chồng Nhã Phương Trường Giang dành cho nhau rất ngọt ngào, lãng mạn. Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Trường Giang, Nhã Phương chính thức tổ chức lễ cưới, khép lại chặng đường yêu 4 năm với những sóng gió, thị phi. Đến nay cả hai đã có với nhau một công chúa nhỏ tên Destiny. Sau đám cưới, cặp đôi không còn giấu giếm mà công khai dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, lời lẽ yêu thương mặn nồng. Riêng Nhã Phương nhan sắc ngày càng thăng hạng, với style gợi cảm và quyến rũ hơn. Cô liên tục xuất hiện với gu thời trang cắt xẻ táo bạo, khoe vòng một đẩy đà trong những thiết kế cúp ngực, ôm sát. Ngược lại, ông xã thì hơi kém sắc hơn trước và cũng có dấu hiệu thừa cân. Gần đây, nam danh hài mới lấy lại phong độ như xưa khi xuất hiện trong chương trình Running Man phiên bản Việt vừa phát sóng ngày 19 tháng 9 năm 2021.